luôn đó mọi người, chấm muối nha. Chấm ngập muối vào đây này mọi người ơi. Xin chào tất cả mọi người đến video tiếp theo của em hôm nay mọi người. Thì ăn thịt ăn cá nhiều quá, hôm nay lại thèm hoa củ quả mọi người ạ. Hôm nay thì toàn hoa quả trong nhà của mọi người. Hôm nay thì có 6 loại hoa quả mọi người nha. Thì có chanh mọi người này. Đấy, chanh này, khế này, chuối xanh này mọi người. Đu đủ nha mọi người, đu đủ sống không gọt vỏ luôn nha. Hoa đu đủ này, khoái khẩu của em mọi người. Cái này là hoa chuối mọi người này. Hoa chuối mọi người nha. Thì hôm nay sẽ chấm muối hảo mọi người ạ. Đấy, hảo. Sẽ đổ ra mâm luôn mọi người nha. Muối ấy. Đấy, làm đồ chuẩn trung tâm luôn. Wow. Em ơi mọi người. Thì hôm nay sẽ chuẩn bị ăn cái nào trước cho mọi người nhỉ? Ăn hoa chuối trước mọi người nha. Bây giờ mời mọi người miếng hoa chuối này. À đây. Làm miếng hoa chuối đi mọi người. Rồi. Hoa chuối mọi người nha. Quá. Đồ muối mọi người ạ. Rồi. Toàn toàn phần mọi người ạ. Cực ngon luôn. Ngọt ngọt mọi người. Chấm muối hảo cực kỳ ngon luôn. Hoa quả mà chấm muối hảo hoặc là muối tây ninh thì quá ngon mọi người nhỉ. Ngon. Cái này mà làm nộm cực kỳ ngon mọi người nè, nộm mới lạ á. Làm miếng chanh mọi người này. Nghĩ đến chanh là thấy chảy dài nha mọi người ạ. Chảy nước miếng rồi. Mọng đúng mọi người này. Chấm muối mọi người nha. Mời mọi người miếng chanh đi. Ôi dồi. Chua mọi người nhưng mà sướng. Làm miếng được mọi người. Rồi. Cho muối nhiều vào mọi người. Đây mọi người ơi, chanh rồi. Wow, em mọc nước lắm mọi người. Cho muối nha. Chấm ngập muối vào. Đây này mọi người ơi. Chua nhiều quá, bây giờ làm miếng hoa đu đủ mọi người nha. Rồi, hoa đu đủ mọi người này. Rồi, cứ phải chấm muối mọi người ạ. Cái này chấm muối hơi bị khó. Mời mọi người miếng hoa đu đủ đây. Ngon không? Mình là món khoái khẩu của em mọi người ạ. Đây hoa đu đủ rồi mọi người ơi. Chấm muối mọi người nha. Rồi. Mời mọi người miếng hoa đu đủ đi.
ngon mọi người ạ. Người nào ăn không quen là còn đắng lắm mọi người, mà kiểu ăn ăn quen rồi cũng ngon lắm. Cho muối mọi người, làm miếng khế mọi người này. Khế này cũng nói chung là thuộc dạng khế ngọt nhưng mà nó cũng hơi chua chua mọi người, nhưng mà nó là khế ngọt đấy. Mời mọi người miếng khế nhá. Ăn ngon đến hợp hết mọi người. Ngon phết. Ăn cái tôm này là cũng hơi no rồi mọi người ạ. Đấy còn hai món là món chuối và món đu đủ mọi người nha. Mời mọi người miếng chuối này. Chuối này mà chấm với thái chấm với mắm tôm nhậu thì nhiều bác cũng thích việc nhậu này. Thái chấm mắm tôm. Không bóc vỏ nên hơi bị dai mọi người ạ. Rồi đến món cuối cùng mọi người ạ, đu đủ này. Giòn phết mọi người. Nhưng mà không ăn hết được mọi người ạ, một cái mâm này mà no rồi mọi người. Còn thừa đấy mọi người. Hẳn mâm mâm ấy. Quá nhiều ấy. Giòn. No quá mọi người. Thì chắc là video của em đến kết thúc mọi người. Thì cả món mâm ăn không hết, còn thừa để lấy mọi người này. Hoa chuối còn thừa nhiều lắm. Quả này. Thì mọi người chắc bọn em cũng dạo này cũng bí ý tưởng của mọi người. Mọi người có ý tưởng hay gì mọi người bình luận giúp em bên dưới để cho em bọn em hiện video hay ho thêm mọi người nhá. Thì cuối cùng video thì bọn em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Thì chúc mọi người một ngày tốt lành và mọi người vui vẻ. Thì mọi người giúp em một lượt đăng ký, một lượt chuông mọi người nha. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở vlog sau. Rất mong được mọi người góp ý những video cực kỳ hay mọi người nha.